Trọng kính Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô, Quý Đức Cha. Kính thưa quý cha tổng đại diện, quý bề trên, quý cha giám đốc và quý cha, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh, quý ông bà và anh chị em. Nếu như buổi diễn nguyện hành tráng tối hôm qua cho con thấy những khó khăn của sứ vụ, nhưng cũng cho con thấy được sự cao cả đầy hấp dẫn của sứ vụ giám mục, thì hôm nay qua thánh lễ trọng thể hôm nay, Chúa chính thức trao sứ vụ giám mục cho con, và con đã cúi đầu xin vâng trong tâm tình phó thác tạ ơn và tin tưởng Chúa sẽ dìu dắt con như đã dìu dắt con trong suốt cuộc đời đã qua. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse, với lòng biết ơn Mẹ Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc, con xin phép được nói lên lời cảm ơn của con từ đáy lòng con. Trước hết kính thưa Đức Tổng Giuse, Đức Hồng Y, quý Đức Cha, con xin cảm ơn Đức Tổng, Đức Hồng Y và quý Đức Cha đã thu xếp đến hiện diện đặt tay truyền chức giám mục cho con và trao hôn bình an đón nhận con vào hàng ngũ giám mục. Con xin tri ân Đức Tổng Giuse, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, Nguyên Giám mục và Giám quản Tông tòa Giáo phận Thanh Hóa đã chủ phong cho con. Con cảm ơn Đức Cha Giuse, Giám mục Phát Diệm và Đức Cha Đa Minh, Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt đã nhận lời mời phụ phong để cùng Đức Cha chủ phong và tất cả các giám mục hiện diện hôm nay đặt tay truyền chức giám mục cho con. Kính thưa Đức ông Jacob Pistisky, Tùy viên Thường trực Tòa Khâm sứ Singapore. Đức ông đã khích lệ con khi thay mặt Tòa Thánh hỏi ý kiến con. Con luôn nhớ lời Đức ông đã nói với con: cha đừng sợ, Thiên Chúa luôn ở với cha. Đức ông còn giúp đỡ con hoàn tất các thủ tục cần thiết khác và hôm nay đã đến đây tham dự thánh lễ truyền chức cầu nguyện cho con và thay mặt Đức đại diện Tòa Thánh không thường trực tại Việt Nam chúc mừng con và cầu nguyện cho con. Và xin chân thành cảm ơn Đức ông. Kính thưa quý cha tổng đại diện, quý bề trên, quý cha giám đốc và quý cha, con đã nhận được từ quý cha những lời chúc mừng và nhiều lời khích lệ, và hôm nay đã đến tham dự lễ truyền chức giám mục cầu nguyện cho con. Xin quý cha nhận nơi con lòng biết ơn chân thành. Kính thưa quý tu sĩ và chủng sinh, xin hết lòng cảm ơn quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay để hiệp lời cầu nguyện cho con. Kính thưa quý khách, quý ân nhân, thân nhân, linh tông, huyết tộc và bạn hữu xa gần, cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em, giáo dân trong và ngoài giáo phận. Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành, chia sẻ vui buồn với tôi và hôm nay đã đến đây tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho tôi. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong sứ vụ mới để tôi có thể trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Xin tiếp nối lời cha đại diện, tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc Tòa Thánh bổ nhiệm tôi làm giám mục Thanh Hóa và trong việc tổ chức thánh lễ truyền chức hôm nay. Và sau đây, xin phép cho con được thưa đôi lời với quý Đức cha, quý tu sĩ chủng sinh, bà con giáo dân giáo phận Đà Lạt và giáo phận Thanh Hóa thân yêu của con. Trọng kính Đức cha An Tôn, vì cảm rất nặng không có mặt ở đây. Trọng kính Đức cha Phó Đà Lạt, Đức cha Đa Minh. Kính thưa cha đại diện giám mục đặc trách người dân tộc, cha giám đốc chủng viện, quý cha, quý tu sĩ
quý ông bà, anh chị em thuộc giáo phận Đà Lạt. Con hết lòng cảm ơn giáo phận Đà Lạt. Giáo phận Đà Lạt là người mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con, thương yêu và đùm bọc con. Từ khi Tòa Thánh công bố Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm con làm giám mục Thanh Hóa, tình thương ấy lại càng rõ nét hơn qua những lời chúc mừng, khích lệ và biết bao lời cầu nguyện. Đặc biệt, con cảm ơn Đức Cha Antôn. Chắc chắn giờ này, Ngài đang cầu nguyện cho con. Khi Tòa Thánh công bố bổ nhiệm, Đức Cha đã sắp xếp cho con mọi sự, từ việc nhỏ đến việc lớn, đã hướng dẫn, đã sắm sửa cho con những gì liên hệ tới sứ vụ giám mục. Con cảm ơn sự đồng hành của Đức Cha Phó đã chia sẻ kinh nghiệm cho con, giúp con bớt lúng túng trong những ngày đầu khi Tòa Thánh bổ nhiệm và hiện diện với con hôm nay. Con cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, bà con giáo dân, giáo phận Đà Lạt đã chúc mừng, cầu nguyện và hôm nay đã ra đây rất đông để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho con. Với tâm tình biết ơn giáo phận, con cũng nhớ ơn quý Đức Cha giáo phận, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Đức Cổng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý Đức Cha, quý bề trên, quý cha giáo, các vị là những người cha, người thầy đáng kính của con. Hôm nay với sứ vụ mới, con chính thức chia tay giáo phận, nhưng với lời cầu nguyện, với tình cảm thân thương mà mọi người đã, đang và sẽ dành cho con tin rằng mình vẫn luôn ở trong vòng tay yêu thương của giáo phận Đà Lạt. Phần con, giáo phận Đà Lạt đã, đang và sẽ luôn hiện diện trong trái tim con. Trọng kính Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên giám mục giáo phận Thanh Hóa và giám quản giáo phận Thanh Hóa. Với tư cách cá nhân, con xin cảm ơn Đức Tổng rất nhiều. Nếu như Đức Cha Đà Lạt lo cho con từ cái nhỏ đến cái lớn, thì Đức Tổng đã lo cho con từ A tới Z, từ đầu tới cuối. Ngay từ khi biết con được bổ nhiệm, Đức Tổng đã đón nhận con trong yêu thương và kêu gọi mọi người cầu nguyện và đón nhận con. Đặc biệt, Đức Cha đã vất vả chuẩn bị kỹ càng mọi khâu trong việc tổ chức lễ chuyển chức giám mục hôm nay. Con tin tưởng vào sự yêu thương, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của Đức Tổng để con quen dần với sứ vụ phục vụ giáo phận thân hóa thân yêu này. Với tư cách giám mục giáo phận Thanh Hóa, trong tâm tình kính nhớ và biết ơn các đức cha tiền nhiệm, Đức Cha Louis Hành, Đức Cha Phêrô Phạm Tần, Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm và các đấng giám quản, con thay mặt mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thanh Hóa hết lòng cảm ơn Đức Tổng. Đức Tổng đã để lại cho giáo phận chúng con nhiều công trình quan trọng. Đức Hồng Y Feloni, Đức Tổng, Đức trưởng Bộ trưởng Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc, trong thư gửi cho con đã ghi lại những công trình Đức Tổng đã làm cho giáo phận Thanh Hóa như sau. Qua 12 năm thực thi mục vụ giám mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giáo phận Thanh Hóa đã có những bước phát triển rất nhanh về nhiều phương diện, gia tăng con số các linh mục, chủ sinh và các giáo xứ. Và con xin thay mặt giáo phận Thanh Hóa để kể tiếp về những công trình Đức Tổng đã làm, phát triển các việc đạo đức bình dân, hội nhập văn hóa, xây dựng các cơ sở quan trọng cho giáo phận như hoàn chỉnh tòa giáo mục, xây dựng chủng viện, trung tâm khuyết tật Ba Làng. Giáo phận sẽ luôn ghi nhớ công ơn của Đức Tổng. Mọi người luôn yêu mến Đức Tổng và xin Đức Tổng hãy coi giáo phận Thanh Hóa là nhà, là gia đình của mình. Kính thưa cha đại diện, cha giám đốc chủng viện, quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha, quý tu sĩ chủng sinh và bà con giáo dân giáo phận Thanh Hóa. Con xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ chủng sinh và mọi người đã cầu nguyện đón nhận con và đã cùng với Đức Tổng vất vả tổ chức ngày đại lễ hôm nay. Là giám mục, con cũng chỉ là ngón tay cái trong một bàn tay năm ngón. Để thi hành sứ vụ giám mục,
con luôn cần tới sự cộng tác của những ngón tay khác, đó là sự cộng tác của mọi người. Xin quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và bà con hãy quảng đại cộng tác với con, và chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho nhau để chúng ta cùng nhau làm phát triển gia sản mà các đức cha tiền nhiệm, các tiền nhân của giáo phận chúng ta đã để lại. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn đức cha chủ tịch, đức hồng nghi, quý đức cha, quý tu sĩ chúng sinh, quý ông bà, anh chị em.